Rồi hôm nay Dượng hai sẽ test một cái bộ ba cái lồng đèn dành cho ba bạn nhỏ ở nhà theo yêu cầu của chị Hồ Ngọc Bảo Thư. Đây là một cái món dành cho con của Hồ Ngọc Bích Thư. Ở nhà toàn là Hồ Ngọc Thư không à ha. Rồi đây, thỏ ngọc. Con này sẽ dành cho bạn bơ bơ nha. Con này là dành cho bạn bơ. Hấp dẫn chưa? Rồi. Còn con này thì mình sẽ dành cho bạn Kỳ Kỳ, hôm qua chọn từ trang web với dì Hai. Gỡ cái cục này ra là nó sẽ chạy được nè. Hấp dẫn chưa? Quá đẹp luôn nha. Đó, hấp dẫn. Rồi, và con này là dành cho bạn Gạo Gạo. Mấy ngày đi học ngang á, ghé bên này chọn. Hấp dẫn chưa? Đó. Búp bê đi nè. Đấy, rồi. Tổng số hàng này chúng tôi sẽ gửi về Bến Tre để các bạn chơi Trung Thu ở Bến Tre vào mấy ngày lễ nha. Rồi, bây giờ thì xong rồi đây.